Shop Xe 88 xin chào các bác. Video này Shop 88 là một video đó là cảm ơn khách hàng đầu tiên đã đặt chiếc xe là Peter Hunter, đó là bác Nguyễn Văn Cường ở Thanh Hóa. Bác là người đầu tiên trong 5 người đã đặt chiếc xe đạp Peter Hunter 1/2R8000. Hôm qua em vừa review màu này bác thì bác ấy đã nhanh tay alo trực tiếp online với em 0933 52 186 để làm một xe này. Thì hôm nay đúng theo yêu cầu em sẽ làm một video gửi đến khách hàng đầu tiên đặt chiếc Peter Hunter, đó là ông Nguyễn Văn Cường ở Thanh Hóa. Thì thiết kế khung của xe qua đã review thì khung carbon bộ chuyển động là Shimano R8000 với cấu hình như thế mà bên Shop 88 đang giảm giá từ 24 triệu đồng xuống còn 20 triệu đồng. Năm khách hàng đầu tiên em giảm tiếp 2 triệu đồng xuống chỉ còn 18 triệu đồng, và đây là khách hàng đầu tiên bác Nguyễn Văn Cường giá giảm chỉ còn 18 triệu đồng. Bây giờ em sẽ review qua chi tiết này cấu hình của chiếc xe đạp Peter Hunter bản 1/2R8000 này và cũng như là đóng hàng gửi đi luôn cho bác Nguyễn Văn Cường ở thành phố ở Thanh Hóa để bác sớm biết được nhận được chiếc xe này để đi đua với hội. Ok, bác là nhu cầu mua xe các lô tiếp online với em 0933 52 186 chưa website xe đạp là chuyển viên. Đây là toàn bộ chiếc xe đạp Peter Hunter 1/2R8000 của bác Nguyễn Văn Cường ở Thanh Hóa. Bác là khách hàng đầu tiên trong 5 khách hàng đặt chiếc xe này. Vậy chính là bên em chỉ còn 4 chiếc xe nữa thôi. Nên các bác nhanh tay alo trực tiếp hotline 0933 52 186 để làm mẫu xe này. Giá hiện tại giảm giá cho 5 bác đầu tiên đặt xe Peter Hunter 2 mã luôn, tổng là 10 khách hàng. Đó là giảm giá từ 24 triệu đồng xuống chỉ còn 18 triệu đồng. Hôm trước em bảo giá là 20 triệu đồng nhưng bây giờ em giảm giá cho 5 khách hàng đầu tiên chỉ còn 18 triệu đồng. Về thiết kế của xe, thiết kế khung carbon, khung carbon yên là yên Peter da mềm, cọc yên là Peter carbon này, ổ phanh là retropec, cũng như là bộ chuyển động là Shimano UTGR 8000, nip là Shimano UTGR 8000 11 tầng nip, xích là xích IBN này, vành là vành retropec, cũng như là Samlok Ultra Sport. Ultra Sport phanh tay phanh đều là sử dụng tay phanh Ultra, cũng như là bô tăng, ghi đông đều là ghi đông nhôm Peter. Còn máy ơ là máy ơ dạng Peter retropec, mở khóa nhanh, độ chờ rất là tốt các bác nhé. Thì đây là mẫu xe của bác Nguyễn Văn Cường, khách hàng đầu tiên. Thì em tri ân khách hàng đầu tiên em vừa review phát bác đã có điện đặt cọc luôn, và em đã phải giữ cái màu này vì rất là nhiều bác thích màu này, và còn rất là nhiều màu nữa em sẽ review cho các bác trong hôm nay để các bác sớm nhất chọn được màu tốt hơn. Bác nào có nhu cầu mua xe các lô trực tiếp online bên em 0933 52 186 là mẫu xe này, có trực website xe đạp88.vn. Cảm ơn đã xem video.